Em xin kính chào quý vị anh chị. Hôm nay thì em là Đỗ Trung Ô Tô. Hôm nay thì em giới thiệu cho quý vị anh chị chiếc xe đến từ thương hiệu Hyundai. Đầu tiên thì em muốn nói qua quý vị anh chị trước, đó là những cái chính sách bảo hành cũng như cam kết về chất lượng bên em. Thứ nhất, xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Đấy. Nếu phát hiện xe có lỗi hay là ngập nước hay là đâm đụng thì bên em sẽ hoàn tiền 100% đấy, xe cho quý vị anh chị luôn. Đó, và bảo hành trọn đời về chất lượng xe cho quý vị anh chị. Đấy. Và chiếc xe hôm nay em muốn giới thiệu cho quý vị anh chị đó chính là chiếc Hyundai Elantra. Chiếc này thì là sản xuất năm 2018. Tên cá nhân, biển thành phố. Cái biển thành phố này thì sang tên biển Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Đó, đó một cái lợi thế. Và chiếc xe này của em thì chạy được 40.000 km quý vị anh chị nhá. Rất đẹp. Đó. Hyundai Elantra phiên bản 1.6 turbo sport, phiên bản cao cấp nhất của chiếc Hyundai Elantra này. Đó. Đây quý vị anh chị có thể nhìn thấy phần đầu xe này được trang bị là đèn bi xe lông này. Đó. Cái điều mà em đáng tiếc nhất ở trên chiếc Elantra này nó là cắt đi cái phần đèn gầm, nó thay vào đó là một dải led. Đó. Cái hơi đáng tiếc thôi nhưng mà không sao. Đó, có ẩn ý của nó cả. Đấy. À, tiếp theo là cái bộ mâm thì ở Hyundai Elantra phiên bản 1.6 turbo này thì được trang bị mâm là 17 inch quý vị anh chị nhé. Còn ở phiên bản 1.6 MT tức là số sàn và phiên bản 1.6 AT thì chỉ có vành là 16 inch thôi. Đấy, phiên bản turbo với là 17 inch đó. Tiếp quý vị anh chị đi với cái phần thân xe này, dài của độ dài của xe nó rơi vào tầm 4m6 nhá, 4m6 khá là rộng. Và cái khoảng sáng của gầm xe đây nó rơi vào tầm khoảng 15 cm. Đó, đó là cái khoảng gầm sáng trung bình của tất cả các dòng xe sedan. Đó. Xe rất là đẹp luôn. Đây quý vị anh chị có thể nhìn thấy là ở phần đằng sau của chiếc xe ở phiên bản turbo thì có trang bị thêm cái cản ở sau, đó Nippo. Đó, trông nó rất là thể thao và bắt mắt. Đây những cái phần mà cơ bản nhất này, quý vị anh chị có thể nhìn thấy sơn gần như là zin 100% luôn nhá. Sơn gần như zin. Đó. Tất nhiên có những cái vết xước nhỏ thì sẽ không tránh khỏi trong quá trình mình sử dụng ở ngoài đường phố. Thực sự là rất là khó tránh. Đó. Quan trọng là sơn zin, chiếc này là gần như cả xe luôn. Đấy, quý vị anh chị có thể nhìn thấy. Đó. Đó. Keo chỉ tất cả ở những cái phần ở đây. Tất cả đều nguyên bản hết nhá quý vị anh chị. Đó. Tất cả đều nguyên bản hết. Phát hiện ra là xe mà keo chỉ đi lại, em tặng xe luôn. Đấy là cái cam kết của bên em. Đó. Đây, tiếp đến là phần cánh cửa. Đó, quý vị anh chị có thể xem. Đó, những cái keo chỉ ở đây này, tất cả nó đều nguyên bản hết nhé. Đó. Nguyên bản 100% luôn. Hay là những cái đường gân ở trên chiếc xe này, quý vị anh chị có thể thấy đó. Đó, những cái đường gân đây. Nếu mà xe mà nó bị đâm đụng thì những cái vết gò hàn đây chúng ta rất dễ để nhận ra nhé. Nhất là những cái bả sơn. Và cái phần để chân gần như là không có vết xước luôn. Cái này là ốp thêm nhé. Đó. Và bác chủ xe thì của chiếc xe này cũng đã lót thảm 3D hết rồi. Thì về quý vị anh chị cũng không phải lắp thêm một cái phụ kiện gì nữa. Đây, cái hàng ghế phía sau. Quý vị anh chị có thấy là cái phần da này được da là da cao cấp hết. Đó. Từ cái mép ghế tất cả được thêu cái chỉ đỏ, nhìn nó trông nó sport hơn. Bản chất của cái chiếc xe này nó cũng là phiên bản thể thao. Đó. Và thêm một cái nữa mà em rất thích ở chiếc Hyundai Elantra này, đó chính là nó có thêm cái cửa gió điều hòa phía đằng sau. Khi mà đi cái mùa hè này nó rất cần thiết. Mà các đối thủ của nó ví dụ như là Mazda 3 hay là Altis thì nó lại không có. Hơi đáng tiếc cho những cái mẫu xe đó, nhưng mà Elantra thì lại có, đúng không ạ? Đó, cái điểm cộng. Đó, vị trí cánh cửa ở bên phụ. Từ những cái phần táp ly cửa hay phần táp lô, quý vị anh chị có thể thấy chiếc xe này nó còn rất là mới luôn. Đó, tương đối là đẹp. Được trang bị màn hình 7 inch, 6 loa xung quanh xe. Đó.
Đây, em sẽ đi vào cái phần vô lăng cho quý vị chị nhé. Vô lăng kiểu vô lăng méo thể thao này, chị có trên duy nhất trên Elantra có thôi, có phiên bản Sport, được trang bị đầy đủ các phím như Cruise Control hay là lách chuyển số đằng sau vô lăng, đối với chiếc xe thể thao không thể thiếu được. Và thêm một cái rất là hay ở trên chiếc xe đó chính là có chức năng sấy ghế nhé, cả hai hàng ghế phía trước đó. Gần như là về option hay tính năng thì ở trên những chiếc xe Hàn nó luôn luôn được chú trọng, luôn luôn được đề cao rất nhiều option đó. Và bây giờ em sẽ cho quý vị anh chị xem cái phần khoang động cơ của chiếc Hyundai Elantra này. Đây, khối động cơ 1.6 turbo. Đấy, động cơ là 1.6 turbo nhá, sử dụng máy TGDI đó, cho công suất lên tới 204 mã. Em khẳng định với quý vị anh chị luôn là cái động cơ này của Elantra thì nó là đứng đầu phân khúc rồi. Trong khi thì đây thì quý vị anh chị có thể thấy là những cái phần ốc tất cả đều nguyên bản hết này, những cái vết phẩy sơn của nhà máy nó còn nguyên bản hết đó. À, những cái phần keo chỉ ở trên lắp cabo rồi đó, rất là chi tiết luôn nhá, quý vị anh chị có thể xem cho em. Đấy, bật chế độ HD để xem đó, rất là chi tiết đó. Về cái động cơ của Elantra thì nó cực kỳ khỏe rồi, trong khi thì động cơ của Honda Civic nó chỉ có 170 mã thôi, và của trên những chiếc Altis thì nó rất là yếu. Đấy. Rồi, em sẽ tổng kết lượt nữa cho quý vị anh chị nhé. Là em có chiếc Hyundai Elantra phiên bản 1.6 turbo, phiên bản Sport, sản xuất 2018, tên cá nhân, biển thành phố. Và chiếc này em đang chào bán với giá là 660 triệu đồng. Nếu mà quý vị anh chị nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể liên hệ với số hotline. Em xin cảm ơn ạ.